ngày 25 tháng 5, đoàn công tác huyện ủy Cơ Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Thái Hồng Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy Uông Bí nhằm trao đổi về thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí đã thông tin sơ lược về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ với đoàn những kinh nghiệm thực hiện nghị quyết 19, đề án 25 của tỉnh Quảng Ninh về đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế tại địa phương. Theo đó, triển khai nghị quyết số 19 và đề án 25, thành ủy Uông Bí đã sắp xếp, xếp lại tổ chức bộ máy, sắp nhập các phòng ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng, thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc trung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, tiến hành sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị thuộc ngành giáo dục y tế, các đơn vị sự nghiệp, thành phố cũng đã thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, bí thư thành ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở 5 trên 11 xã phường, bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân ở 4 trên 11 xã phường, 101 trên 101 thôn khu, thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn khu. Tại buổi làm việc, những câu hỏi từ đoàn công tác huyện ủy Cơ Đông Búc trong thực hiện đề án 25 liên quan đến cơ chế chính sách, công tác cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính khi hợp nhất các cơ quan đã được đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố giải đáp làm rõ thêm. Những kinh nghiệm được thành ủy Uông Bí chia sẻ là cơ sở thực tiễn để huyện ủy Cơ Đông Búc nghiên cứu áp dụng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế tại địa phương.